Công an tỉnh Quảng Bình vừa đấu tranh thành công chuyên án với nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức số lô số đề lớn nhất từ trước đến nay. Đường dây đánh bạc này được tổ chức khá tinh vi và diễn ra trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, gồm nhiều đối tượng móc nối với nhau. Số lượng con bạc cũng rất nhiều, lượng tiền giao dịch rất lớn, trung bình mỗi ngày trên dưới 500 triệu đồng. Và điều đặc biệt là đường dây này có nhiều thư ký giúp việc ghi đề cho các đối tượng cầm đầu. Ngày 2 tháng 6 vừa qua, dưới sự chủ trì của lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an Quảng Bình đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an thị xã Ba Đồn, Công an huyện Bố Trạch, Công an huyện Quảng Ninh, triệu tập đấu tranh với Võ Thị Thùy Trang, sinh năm 1982, trú tại thành phố Đồng Hới, Châu Ngọc Sơn, sinh năm 1993, trú tại huyện Bố Trạch và Nguyễn Trung Pháp, sinh năm 1980, trú tại huyện Quảng Ninh và các thư ký ghi đề khác. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thành lập Zalo đến kết bạn xong là các thư ký là đến giờ ghi xong là chụp ảnh gửi qua Zalo cho em. Xong đến giờ sổ ra thì là tính toán ăn thua xong rồi chi trả. Các đối tượng này là hoạt động là mang tính chất là móc nối nhau, số lượng đối tượng nhiều, số lượng con bạc nhiều và đồng thời là cái lượng tiền giao dịch trong cái hoạt động đánh bạc này là rất là lớn và gây ra nhiều hệ lụy xã hội và dẫn đến nhiều cái vấn đề khác liên quan, ví dụ như là các cái tội phạm ví dụ cướp giật, trộm cắp. Khám xét khẩn cấp cho Công an xã Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Công an tỉnh Quảng Bình, Công an cảnh sát điều tra của Nguyễn Trúc Pháp có đồ vật tài tập kinh tôn giả không, nghề nghiệp lao động tự do. Với hệ thống chân rết gồm 50 đối tượng ở các địa bàn khác nhau tại tỉnh Quảng Bình, hàng ngày các cái đề nhận bảng đề từ thư ký với số tiền giao dịch trên dưới 500 triệu đồng mỗi ngày. Riêng trong ngày 2 tháng 6, cả 3 đối tượng đã nhận bảng đề từ 36 tài khoản Zalo với tổng số tiền trên 400 triệu đồng. Tiến hành khám xét chỗ ở của 3 đối tượng, thu giữ gần 150 triệu đồng tiền mặt, 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 15 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc. Theo tài liệu thu thập được, từ khoảng tháng 3 đến nay, các đối tượng trên đã nhận số tiền giao dịch qua bảng đề hơn 15 tỷ đồng. Các đối tượng là thường sử dụng là các cái chân rết, đồng thời là sử dụng nhiều cái hình thức để trốn tránh như là sử dụng người khác để che mắt cái quan năng hoặc là tạo một cái vỏ bọc về các cái hoạt động kinh tế khác để nhằm che giấu hoạt động đánh bạc của mình. Đây là vụ án đánh bạc bằng hình thức số lô số đề qua mạng xã hội Zalo, Facebook có quy mô và số tiền lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Số đối tượng tham gia đánh bạc đông, thủ đoạn hoạt động tinh vi, lợi dụng công nghệ cao và có nhiều phương thức nhằm qua mắt lực lượng chức năng.